Thôi bây giờ đọc bài đi nha, bây giờ cô không còn thời gian nữa. Nãy giờ nó phá 25 phút rồi. Ngân hàng phá sản, lãi và gốc của người gửi tiền tính sao? Bây giờ cái wifi bên mình nó, cái màn ảnh bên mình nó cũng tối thui luôn rồi. Thì không biết bên đó các bạn có còn thấy gì, chứ bên đây là nó tối luôn rồi đó. Nó giống như là không biết cái chuyện gì. Chắc bữa nay nó thấy là red white and blue, chắc là nó đá ra khỏi rồi phải không? Thôi bây giờ khỏi đọc cái gì luôn đi cho rồi đi ha. Thảo luận về luật các tổ chức tín dụng, đại biểu Quốc hội đề nghị trong trường hợp cho phá sản các tổ chức tín dụng thì cần làm rõ việc có chi trả đầy đủ cả lãi gốc và lãi cho người gửi tiền hay không. Thì cái bài này mình đã cho do cái link này đã cho lên Facebook rồi ha. Trong khoảng thời gian này là cái tín hiệu mà nó cho ra thí điểm phá sản ngân hàng ở trong nước Việt Nam, mà nhất là những cái ngân hàng mà có yếu kém về cái lại nợ xấu á, tối quá phải không? Bên đây tối thui không thấy cái gì hết. Ok rồi hả, nhưng mà nó tối thui à, kệ đi ha, vậy đủ nổi rồi ha. Thì tại sao kỳ này nó không có, nó không có bác bỏ những cái tin tức về ngân hàng phá sản hay là đổi tiền sắp tới, những cái tin tức này thì bây giờ là mọi người trong nước cũng cũng phải cẩn thận ha, là nên rút tiền nhà băng, tiếp tục rút tiền nhà băng, và những cái nhà đầu tư, kêu gọi những nhà đầu tư, những cái nhà mà tài phiệt mà có rất là nhiều tiền ở trong ngân hàng đó, thì nên bán những cổ phiếu, tài sản của mình là cổ phiếu, trái phiếu, những cái gì mà có thể nó còn nằm trong ngân hàng đó, thì nên bán ra đi. Là tại vì không thể nào mà một ngân hàng một khi mà nó đã tuyên bố phá sản thì nó sẽ kéo dây chuyền, và những cái đợt này thì nếu mà người dân mà cứ tiếp tục mình ra rút tiền như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng tới là nó kêu là bank run á. Phát biểu tại buổi thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật các tổ chức tín dụng được kỳ họp thứ tư, có nghĩa là nó đã thông qua rất là nhiều kỳ họp rồi ha, chứ không phải là cái này nó mới phát ra hay là cái này nó mới bàn tính đâu, mà để cho dân có thời gian để tính toán chứ là phải làm cái gì với cái tài sản của mình ở trong ngân hàng hiện tại. Bây giờ nó đã là được thông qua kỳ họp thứ tư, có nghĩa là nó đã họp 4 lần rồi. Cái này là khi mà nó phát ra trên những cái báo chí của đảng và những cái tin tức này đưa ra ngoài là nó đã họp rất là nhiều lần và nó đã tính toán 1-2 năm trước rồi, chứ không phải là mới. Thành ra dân của mình một khi mà biết tin á, là đã sát nút rồi, đã sát nước đường đi rồi, thì đừng có đợi nữa ha. Quốc hội khóa 14 xem xét thảo luận vào ngày 26 tháng 10. Đại biểu Bùi Thanh Tùng, Hải Phòng lo ngại quyền lợi của người gửi tiền sẽ được bảo đảm như thế nào. Những ngân hàng lớn khi bị phá sản, thậm chí là những cái ngân hàng lớn mà nó cũng tính ra luôn, là nó cũng nhắc tới nữa, có nghĩa là cái cuộc phá sản mà nó tuyên bố phá sản ngân hàng không phải là một hai cái nhỏ đâu nha, mà nó từ nhỏ mà nó kéo lên những cái lớn luôn. Bởi vì ngân hàng là nó đi dây chuyền với nhau, chứ nó không thể nào mà ngân hàng là có một cái ngân hàng tư nhân nào mà nó có thể mà nó sống được lâu hết trơn á. Khi bị phá sản, nguy cơ sự ảnh hưởng tới an toàn hệ thống, những tác động tiêu cực tới xã hội là rất lớn. Đại biểu Hà Sĩ Đồng ở Quảng Trị cũng đề nghị trong trường hợp cho phá sản các tổ chức tín dụng cần làm rõ việc có chi trả đầy đủ cả gốc lãi, cả gốc và lãi cho người gửi tiền hay không. Nên nhớ, khi mà ngân hàng tuyên bố phá sản là hả, gốc lãi gì nó cũng đi theo cái phá sản đó, trừ khi nào nó trả trước khi mà nó tuyên bố phá sản thôi nha. Có nhiều người hỏi sao hôm nay bị sao vậy hả? Không có bị sao hết đó nha, tại vì phá Facebook riết rồi, cái wifi của tài là tốt phá biết, bây giờ lên đây phá lại luôn á, chứ không có làm gì hết á, chỉ đi phát kẹo thôi. Ok, đọc tiếp. Làm hết muốn nói cái gì luôn à.
Đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ, Hà Tĩnh thì cho rằng việc phá sản ngân hàng có thể tác động tiêu cực tới tâm lý người gửi tiền, cá nhân ồ ạt rút tiền là nó sợ dân đi rút tiền ồ ạt luôn đó. Thì dĩ nhiên rồi, khi mà một ngân hàng tuyên bố phá sản thì những cái ngân hàng khác, những cái người mà có tài khoản ở những ngân hàng khác họ cũng sợ những ngân hàng khác nó phá sản duy trì như vậy, thì người ta nhất định là phải đi rút tiền ra, là cái đó là dĩ nhiên rồi. Thành ra nó đã nghĩ tới cái vấn đề này. Điều này có thể gây đổ vỡ dây chuyền với các hệ thống ngân hàng. Nếu bắt buộc phải phá sản tổ chức tín dụng là bắt buộc, thì dự thảo cần phải có quy định rõ hơn về các phương án phá sản áp dụng nhằm bảo đảm quyền lợi cho người gửi tiền. Khi mà nó tuyên bố phá sản, khi mà ngân hàng chưa tuyên bố phá sản mà nó đã như là làm bị lỗi hay làm mất tiền của các tài khoản lớn, là không thể nào mà nó đang dùng cái biện pháp nào mà để mà hả định rõ hơn là về các phương án nào để mà bảo đảm tiền lời và tiền lãi cho dân nữa. Trong khi đó có một cái thằng cán bộ nào đó, là cái thằng thương kinh tế nào đó, nó lên trên TV ở bên Việt Nam thì nó tuyên bố là ô, ngày hôm qua mình đọc cũng một cái bài viết luôn nữa, một cái link nữa, là nói là gửi tiền trong ngân hàng giống như đi đi làm ăn gì đó, là có lời thì phải có lỗ, nó đã đánh tiếng rồi. Là giống mình nó nói mình nó gửi vô, khi mà có lời thì sao không ai than hết trơn vậy, không ai nói tiếng nào hết trơn vậy. Khi mà ngân hàng khai phá sản thì lại than thở là bị mất hết sạch tiền. Khi mà phá sản là không phải một cái số tiền lời nhỏ đâu nha, tiền vốn cũng mất sạch luôn, và tiền lời thì dĩ nhiên là không có rồi đó. Ở địa phương hiện có vấn đề về bảo hiểm tiền gửi. Theo quy định mức chi trả bảo hiểm tối đa là 75 triệu đồng, nên nhớ cái chữ là tối đa nha, tối đa là up to 75 triệu đồng, có nghĩa là có thể được trả lại tới đền bù 75 triệu đồng, tới 75 triệu đồng, có thể là dưới 75 triệu đồng. Và khi nào nó trả, và trả như bằng cách nào, và trả như thế nào, có thể là 1 triệu, 1 tỷ thì xuống tới còn 75 triệu đồng. Vậy còn 925 triệu đồng kia nó là mất trắng, hoặc là các bạn gửi 2 tỷ, 3 tỷ, 4 tỷ vô một cái tài khoản thì vẫn là 75 triệu đồng. Có nghĩa là tối đa là 75 triệu đồng, có thể là dưới 75 triệu đồng nếu mà ngân hàng nó nói là đã phá sản rồi, không còn cái gì hết trơn. Thì tại sao phải phải trả cho tiền người này người kia, mà trả bằng cách nào thì nó không có nói gì hết. Trong khi người gửi tiền thực tế lên hàng tỷ đồng nên không có ý nghĩa thực tiễn. Do vậy, ngân hàng nhà nước cần xem xét lại quy định về mức chi trả bảo hiểm tiền gửi khi thực hiện phá sản, ngân hàng bà Thơ nói. Nhưng mà cái này nó nhắc tới là những cái người gửi lên tới hàng tỷ đồng ha, còn những cái người mà gửi như là 7 800 triệu, 5 600 triệu thì sao, nó hoàn toàn không có nhắc tới. Và nó cũng không có nhắc tới những cái người như là nó ngân hàng đang nắm cái sổ đỏ sổ hồng ở trong tay, thì người dân sẽ làm bằng cách nào để lấy lại những cái tài sản này của mình trước khi mà ngân hàng phá sản. Vì khi mà ngân hàng phá sản thì những cái tài sản này nó đi theo ngân hàng luôn, những cái đó luôn, mà nó không có nhắc tới luôn. Đại biểu Bùi Thanh Tùng, Hải Phòng thì cho biết, theo quy định kinh nghiệm quốc tế, nhiều nước không cho phá sản tổ chức tín dụng để đảm bảo quyền lợi cho người gửi tiền. Theo dự thảo luật, đối với phương án chuyển giao bắt buộc, đối tượng bị chuyển giao bắt buộc phải là tổ chức tín dụng chuyển giao bắt buộc. Thật ra nó ghi cái câu này nó rất là dài dòng, không có đâu vô đâu hết trơn á. Okay. Trong trường hợp ngân hàng có quy mô khách hàng lớn, nếu thực hiện phá sản, nguy cơ ảnh hưởng tới an toàn hệ thống, trật tự an toàn xã hội rất cao. Trường hợp này ở các nước, nhà nước sẽ thực hiện vai trò là người mua cuối cùng, nhận chuyển giao ngân hàng yếu kém này để xử lý. Do vậy, cần cân nhắc thêm quy định xử lý trường hợp không thực hiện quyền chuyển giao bắt buộc, như không thực hiện phá sản tổ chức tín dụng yếu kém do tác động của nó mang lại. Đại biểu Tùng góp ý. Thì thường thì những cái nước ngoài á, là theo mình biết á, là khi mà ngân hàng mà nó khi mà muốn mà nó ngân hàng nó không có chống chọi được nữa, thì nó không nó muốn tuyên bố phá sản, thì thường thường thì nhà nước bail ra, cái federal nó sẽ nhúng tay vô, bởi vì nó có những cái federal act là nó bail cái ngân hàng ra, thì cho không ảnh hưởng tới dân, cái tiền ngoại tiền của dân gửi vô. Và khi mà nó như vậy thì nó
thì người ta cũng sợ là bị phá dây chuyền, là dân cứ tiếp tục ào ạt đi rút ra thì nó không có đủ cái tiền mặt để mà cho dân rút ra. Thì cho nên nhà nước sẽ bail ra, chính phủ sẽ bail cái ngân hàng đó ra. Nhưng mà chính phủ Việt Nam ngày hôm nay làm sao mà bail nổi, khi mà chính phủ Việt Nam không có còn tiền, ngân khố không có còn, ngân sách không còn, mà ngân sách hiện tại bây giờ là đang thâm hụt hụt nữa, là nó là negative rồi, thì nó không thể nào mà nó bail một cái ngân hàng nào ra hết. Nó không bail ngân hàng ra, và thậm chí tiền công nhân công chức, cán bộ công chức trong nhà nước hiện tại bây giờ á, là nó có nhiều dùng đã không có được nhận tiền lương mấy tháng rồi, thì không thể nào chính phủ bail ngân hàng ra được hết trơn á, trong nước Việt Nam hết trơn. Là hả là nó đã nói vậy có nghĩa là tiền của dân là mà giữ ở nhà là tiền của dân. Nó đã nói vậy có nghĩa là tiền của dân mà giữ ở nhà là tiền của dân. Nếu mà nhà của mình bỏ tiền của mình cất trong nhà của mình là tiền của mình chứ. Đúng rồi, là thà là mình làm mà không hiệu quả, có lỗ cũng cam, còn hơn là mò chân dưới nước, phải không? Đúng rồi, là khi mà mình gửi tiền trong ngân hàng bây giờ mà một số, hôm nay là sáng thứ bảy thì bên Việt Nam là chiều tối chủ nhật, rồi xong thứ hai. Nếu mà thứ hai tất cả mọi người dân á hả, muốn có cái chuyện gì thì cứ ra ngân hàng rút hết tiền của mình ra đi, thử đi coi có chuyện gì xảy ra, vui lắm đó. Một số đại biểu cũng cho rằng cần có nghiên cứu toàn diện giải pháp phù hợp từng thời điểm với từng tổ chức tín dụng nhằm đảm bảo quyền của người gửi tiền, tránh tình trạng người gửi tiền rút tiền ồ ạt gây hậu quả lớn đến nền kinh tế và xã hội. Nó đang tính cách nào nó cướp tiền của dân thôi, chứ nó không có bảo đảm tiền của dân đâu nghe. Nó chỉ sợ dân đi rút tiền rồi xong rồi ảnh hưởng tới tới ngân hàng là bị bankrun hàng loạt thôi, chứ nó không có sợ là mất tiền của dân đâu, mà nó chỉ sợ là dân đi rút tiền hết ra mà thôi. Nó sợ cái gì thì mình làm cái đó nha. Chính phủ Việt Nam dạo này hả thiếu tiền lắm đó, dân mà không đi rút ra đi là mất hết sạch đó. Thà là tiền của mình, nhớ không, 10 cây vàng để trong két sắt trong nhà nhà mình vẫn là 10 cây vàng, nó không có xét, nó không bị mất, nó không có mất giá trị gì hết trơn á, nó vẫn là 10 cây vàng. Giá trị cây vàng càng ngày càng lên chứ nó không có tụt xuống. Tính đi, 10 cây vàng 10 năm trước là bao nhiêu, 10 năm sau thì nó là bao nhiêu, nó cũng là cái giá trị đó, cũng là giá trị vàng. Thành ra cái gì mà nằm trong nhà của mình thì nó vẫn bảo đảm hơn nằm trong tay của chính phủ hằng, chính phủ, nhất là chính phủ Cộng sản Việt Nam á. Đại biểu Nguyễn Văn Thắng, Hà Nội, chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng Vietinbank nêu ý kiến về vấn đề hỗ trợ chi trả tiền gửi vượt hạn mức cho người gửi tiền khi phá sản ngân hàng. Tại kỳ họp thứ ba, chính phủ đã trình hai nội dung, nên nhớ nha, nó đã họp rất là nhiều lần, và cái sự tính toán về đổi tiền hay là cho phá sản ngân hàng nó đã tính từ năm cuối năm 2015, kéo dài qua 2016, và 2016 thì nó ém lại cái vụ này cho tới giờ phút này thì nó đã không có còn ém được nữa rồi. Tin đi, không có còn bao lâu nữa đâu, thì là nó đã họp rất là nhiều lần, không phải đây là lần thứ nhất ha. Mà đây không phải khi mà nó đưa ra tin những cái tin này mà lên những cái báo đài như thế này thì là nó đã sát nút rồi, nó không có còn chối cãi được nữa, và nó đã không, kỳ này nó không bác bỏ những cái tin tức này nữa, mà nó đã càng ngày mà nó càng đốc thúc vô cái chuyện này nữa, là nó đẩy cái chuyện này đi càng ngày càng mạnh, mà báo chí mỗi ngày càng lên như vậy, có nghĩa là đã có một cái mức độ nào đó là báo động rồi, mà người dân của mình giờ phút này mà càng không chịu mà hành động nữa là đã quá trễ rồi ha. Một là cho phép chính phủ và ngân hàng nhà nước được sử dụng cho vay đặc biệt với lãi suất đặc biệt để hỗ trợ ngân hàng phá sản chi trả cho người gửi tiền sau khi bảo hiểm tiền gửi đã chi trả. Hai là có cơ chế hỗ trợ từ ngân sách trong trường hợp các khoản cho vay đặc biệt không thu hồi được sau khi thanh lý tài sản. Tuy nhiên, trong báo cáo giải trình tiếp thu của Ủy ban Thường trực Quốc hội, kỳ này đã thay thế nội dung này và giao chính phủ quyết định việc biện pháp đặc biệt nhằm bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng, bảo đảm an ninh tiền tệ. Chính phủ hết tiền rồi, chính phủ không thể nào bảo đảm được cái gì đâu. Theo ông Thắng, nếu trường hợp không cho phép sử dụng nguồn lực nhà nước để hỗ trợ chi trả tiền gửi vượt hạn mức thì sẽ có khoảng trống khi ngân hàng bị phá sản, không đủ tiền chi trả đầy đủ cho dân,
gây mất an ninh an toàn tiền tệ. Là nó đã cũng nhìn nó thấy rồi là ngân hàng nó có một cái khoảng trống là không có tiền ha. Thì bây giờ hôm nay là đã nó đã lên rất là nhiều tin tức trong tuần lễ vừa rồi. Tuần lễ này là tin tức về ngân hàng cho thí điểm phá sản rồi, có thể là có, nó ra đánh một cái tín hiệu là liệu có Việt Nam có nên đổi tiền hay không khi mà để cho giao dịch nó dễ hơn. Những cái này kỳ này nó không bác bỏ, nên nhớ đầu năm 2017 thì nó đã, cái tin này là đầu năm 2017 thì nó đã lên và có nhiều người đánh tiếng, nhất là ở người ta đã lên tiếng là có tin tức đổi tiền, nhưng mà thật ra thì nó không có, nó giá ráng ém lại là lúc đó là dân ồ ạt đi rút tiền ra, một số dân rất là dân nhấn nhất là dân thường của mình nó rút tiền ra rất là nhiều. Con điên hả, cho mày đi nè. Thì nó ráng ém lại, nhưng mà cái cuộc ém này nó không có thể nào mà nó ém được nữa khi mà chính phủ tà quyền thì đang tìm mọi cách cướp bao nhiêu tấn vàng, 500 tấn vàng trong dân, và nó đang quy hoạch là nó đang cố gắng là thôi quy hoạch là 600 tỷ, 6.000 tỷ gì đó trong dân để mà kỳ dựng vốn ha. Chính phủ tà quyền Việt Nam đã hết tiền rồi, và khi mà nó đang tiếp tục mà nó đang dụ dân để mà lấy gửi vàng gửi tiền cho ngân hàng mà nó dụ một cách rất là khó khăn, thì chỉ có một cách thôi là cướp nhanh gọn và dân không làm được gì, đó là cho phá sản ngân hàng. Mà nếu là không cho phá sản ngân hàng thì bắt buộc phải đổi tiền, bởi vì từ 100 đồng mà nó xuống còn 10 đồng thì có nghĩa là nó cướp mình 90% rồi. Và khi mà nó cho những cái tiền đồng tiền mới ra như vậy mà dân không có tiền mới để xài thì bắt buộc phải bán vàng, bán ngoại tệ ra để lấy đồng tiền mới mà lưu động ở trong nước, lưu động mỗi ngày. Thì đó là cách mà nó gom tiền và gom tiền ngoại tệ và gom vàng ở trong dân. Đó là cái cách mà nó làm được. Chỉ có hai cách thôi. Một là cho đổi tiền. Hai là cho phá sản ngân hàng. Phá sản ngân hàng thì bao nhiêu vàng, bao nhiêu ngoại tệ, bao nhiêu tiền Việt Nam đồng hay là những cái sổ đỏ, sổ hồng bất động sản của dân, đồ này nọ, nó đi theo cái phá sản này. Và cái thứ ba nữa là mấy cái nhà mà đầu tư đó, như là chứng khoán rồi đầu tư cổ phần đó, vô ngân hàng đồ này nọ, là những cái này nó đi theo hết, thì đó là cách nó cướp luôn. Tại sao mà nó nói là nó cần phải có số tiền này trong tay mà nó tìm mọi cách để dụ dân gọi bỏ vô nhà ngân hàng, mà ngân hàng thì lại không có lấy được cái số này của dân, thì nó chỉ có hai cách. Một là cho phá sản ngân hàng, thì phá sản ngân hàng những cái gì trong tài sản của dân trong nằm trong ngân hàng nó sẽ đi theo. Rồi cái thứ hai nữa là đổi tiền. Nếu mà đổi tiền 100 đồng còn xuống 10 đồng đi, nhưng mà 10 đồng này dân sẽ mua được cái gì, làm được cái gì, xài được bao lâu, khoảng 1 tháng, 2 tháng, thì cũng phải đem vàng, đem đô la ra mà bán ra để lấy cái đồng tiền mới đó xài tiếp tục. Thì đó là cách mà nó dùng cái số tiền mới này để nó thâu vàng, thâu ngoại tệ vô trong người của nó, trong tay chính phủ. Thì đó là chỉ có hai cách này thôi. Hôm nay nó phá nhiều quá là tốn 20 phút mà nghe nhạc mà cứ ấy hoài một hồi, phải xóa những cái video kia nữa. Hết giờ rồi. Bye bye, hẹn gặp lại vào video khác ha. Bye bye, bây giờ phải đi phát kẹo đó.